9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này đã được tìm thấy sau khi hàng chục người tìm kiếm xuyên đêm. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 3, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Phước đã phát hiện 6 người Trung Quốc đang có mặt tại ấp Cầu Rạc, xã Tân Phước. Qua làm việc tại công an xã, những người này khai nhận trước đó đã vượt biên qua cửa khẩu Lạng Sơn và được một người môi giới là người Việt Nam hứa dẫn qua Campuchia để đi làm nhưng không biết làm gì, lương bao nhiêu. Sau đó những người này được xe ô tô đưa đến xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, nhốt vào một căn nhà kín. Do sợ bị bán nên những người này đã bỏ trốn ra ngoài và người dân, lực lượng công an phát hiện vây bắt. Tiếp tục tìm kiếm trong đêm, lực lượng công an và người dân đã tìm được thêm 4 người khác, trong đó có 3 người Trung Quốc và một người Việt Nam tên Nguyễn Huệ, cùng một xe máy nghi người Việt Nam này sử dụng di chuyển những người Trung Quốc. Tại khu vực tìm thấy 9 người Trung Quốc và một người Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đã thực hiện các biện pháp y tế, phun xịt khử khuẩn và những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, được đưa đi thực hiện cách ly theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.